Thưa quý vị, với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Bình Dương đang tập trung các giải pháp để nâng cao sản lượng, đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng để tăng cường tiêu thụ nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài cao su là cây công nghiệp có quy mô lớn về diện tích và giá trị, trong những năm gần đây, Bình Dương đã phát triển diện tích quy mô ngành chăn nuôi, trong đó heo và gia cầm đã trở thành những sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, khi giá mũ cao su xuống thấp, nhiều nông hộ chủ trang trại đã chuyển đổi cây trồng sang trồng các loại trái cây chủ yếu là cây có múi, với bình quân sản lượng trái cây tiêu thụ khoảng 10.800 tấn một năm. Nông sản Bình Dương đã tiếp cận được một số thị trường thế giới, cụ thể như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Singapore, EU, Trung Quốc, New Zealand. Chúng tôi làm nông nghiệp là để tìm ra những mô hình nông nghiệp có năng suất, có chất lượng, có kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là có thị trường. Chúng ta có thể xây dựng được cái thương hiệu của mình để chúng ta có thể cạnh tranh với là những quốc gia về nông nghiệp khác trên thế giới. Với vị trí tiềm năng, thổ nhưỡng và khí hậu, cùng với sự quan tâm của nhà nước trong phát triển hạ tầng, chuyển giao kỹ thuật và thực hiện các cơ chế khuyến khích, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có một số doanh nghiệp nông nghiệp lớn đỡ đầu cho các nông hộ sản xuất, sẽ góp phần đẩy mạnh liên kết gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ, từ đó góp phần nâng cao giá trị của ngành nông nghiệp địa phương. Trên địa bàn tỉnh thì có một số cái trang trại hợp tác xã cũng xuất khẩu như là chuối, bưởi, dưa lưới và một số cái nông sản chủ lực khác. Để sản xuất phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp Bình Dương cần xác định quy mô sản xuất theo từng ngành hàng, cần quy mô lớn, tập trung để đưa cơ giới hóa vào sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng đồng đều, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo chuỗi giá trị, từ khâu xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản phẩm chế biến, từ sản xuất chế biến đơn giản sang chế biến sâu, từ sản phẩm giá trị gia tăng thấp sang sản phẩm giá trị gia tăng cao, áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với thị trường xuất khẩu, tổ chức truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và hành động khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố hoặc cảnh báo từ phía nhà nhập khẩu. Xây dựng các cái thương hiệu, nhãn hiệu và mở rộng xúc tiến thương mại, phối hợp với các ngành công thương trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là họ mở các cái hội chợ để là giao thương giữa các trang trại sản xuất và các cái doanh nghiệp tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Một điều quan trọng nữa là Bình Dương phải sớm xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng. Bản đồ này sẽ làm căn cứ cho các địa phương làm định hướng tổ chức sản xuất và liên kết. Ngoài ra thì các chủ thể sản xuất, các hợp tác xã cần đảm bảo cam kết sản xuất đúng tiêu chuẩn của doanh nghiệp và nước nhập khẩu.